Chào mừng quý vị đến với bản tin tài chính số 5 tháng 8 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây là những tin tức thời sự nổi bật diễn ra trong tuần. Bộ trưởng Hồ Đức Phước được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Việt Nam Nhật Bản hợp tác tài chính chặt chẽ, hiệu quả. Chung tay phát triển bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Với 432 trên 432 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, sinh năm 1963, quê Nghệ An, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Ông có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong thời gian 4 năm công tác tại ngành tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ với nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, chủ động, điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Ngay trong chiều ngày 26 tháng 8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các tân Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước tiếp tục kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng, theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực liên quan đến tài chính, tiền tệ và thông tin truyền thông. Sáng ngày 28 tháng 8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có cuộc làm việc với đoàn nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản do ông Nakanishi Yusuke, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tự Do, làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Hồ Đức Phước đánh giá Nhật Bản là đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, kinh tế, đầu tư và là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Các dự án ODA được đánh giá rất hiệu quả và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đề cập tới hợp tác song phương lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản đã có những hoạt động hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan liên quan của hai bên trong lĩnh vực như ODA, thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm. Chúng tôi rất là mong là trong cái thời gian tới thì cái quan hệ hợp tác giữa chiến lược toàn diện giữa hai đất nước chúng ta sẽ phát triển lên một cái tầm cao mới, sẽ bước sang một cái thiên niên kỷ hợp tác mạnh hơn, sâu hơn, rộng hơn và bền vững hơn. Chúng tôi rất là tin tưởng những cái dòng vốn mà đầu tư từ ODA cho đến FDI của Nhật Bản sang Việt Nam, chất lượng tốt và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn qua đợt công tác của đoàn tới Việt Nam lần này, các nghị sĩ có thể thúc đẩy các dự án ODA sôi động hơn nữa trong thời gian tới trên tinh thần hợp tác bền chặt của hai nước. Thay mặt đoàn, ông Nakanishi Yusuke đánh giá cao tầm quan trọng trong hợp tác ODA giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam thông qua các khoản ODA,
từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã tiếp và làm việc với ông Lee Yuan-seong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ trân trọng những đóng góp của AIA đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng. Theo Thứ trưởng, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm liên tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho thị trường này lớn mạnh. Đáng chú ý, đề án chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đã được phê duyệt. Trong đó dự kiến quy mô thị trường đến năm 2030 đạt 4,2% đến 4,5% GDP với 20 đến 25% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thứ trưởng đề nghị tập đoàn AIA tăng cường đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ Bộ Tài chính trong phát triển thị trường bảo hiểm và nâng cao năng lực quản lý niêm yết bảo vệ nhà đầu tư. Bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón nồng nhiệt từ phía Bộ Tài chính Việt Nam, ông Lee Yuan-seong tin tưởng với tiềm năng mạnh mẽ, Việt Nam chắc chắn có nhiều dư địa để phát triển tốt thị trường bảo hiểm thời gian tới. Ngày 29 tháng 8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Sean Steele nhằm trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên trong thương mại của Canada, các đề xuất hợp tác của Canada với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, cơ chế đối thoại chính sách tài chính. Mở đầu cuộc tiếp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng bày tỏ vui mừng chào đón Ngài Đại sứ Sean Steele cùng đoàn làm việc của Đại sứ Canada đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Canada, nhất là mối quan hệ hợp tác tài chính của hai nước thời gian qua đã có bước tiến quan trọng. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Canada tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính với Việt Nam, cụ thể là quản lý nợ công, phát triển bền vững, trái phiếu xanh, chính sách tài khóa, ứng dụng công nghệ tài chính mới trên thị trường chứng khoán. Phát biểu tại cuộc tiếp, Đại sứ Sunstein đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Canada, nhất là hợp tác lĩnh vực tài chính giữa hai bên, đồng thời khẳng định phía Đại sứ quán Canada và cá nhân Ngài Đại sứ chắc chắn sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Bộ Tài chính để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Ngày 27 tháng 8, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và giáo dục liêm chính, quán triệt triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ khối. Tại điểm cầu Bộ Tài chính có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính. Các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện cấp ủy, bộ phận làm công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Hội nghị được kết nối với 239 điểm cầu với sự tham dự của 30.305 cán bộ đảng viên. Đây là hoạt động thiết thực của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, các đảng ủy trực thuộc cũng như toàn thể cán bộ đảng viên toàn khối để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, với mục tiêu làm trong sạch bộ máy cán bộ đảng, nhà nước, làm trong sạch các hoạt động sản xuất kinh doanh, các mối quan hệ giữa các cơ quan đảng, nhà nước với doanh nghiệp, người dân. Những thông tin chi tiết hơn, khán giả có thể tìm hiểu trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Và sau đây là những bình luận xung quanh các số liệu nổi bật được quan tâm trong tuần qua. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công bố một số kết quả đã đạt được về công tác thanh tra kiểm tra. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, toàn hệ thống thuế đã thực hiện được 50.085 cuộc thanh tra kiểm tra, gần 550.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó kiến nghị xử lý trên 41.000 tỷ đồng. Trong khi đó, hệ thống hải quan đã thực hiện 20 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và một cuộc đột xuất, ban hành 18 kết luận thanh tra, đề nghị truy thu trên 164 tỷ đồng, ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện 232 cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch,
phát hiện 55 tổ chức cá nhân vi phạm, xử lý vi phạm về kinh tế trên 3,7 tỷ đồng. Những con số này cho thấy toàn ngành tài chính đã rất nghiêm túc và coi trọng công tác thanh tra kiểm tra nhằm đảm bảo chống thất thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời ngăn chặn những hành vi vi phạm. Và tiếp sau đây, như thường lệ là một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm có liên quan đến công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Thưa quý vị, tuần qua có nhiều thông tin nổi bật thuộc lĩnh vực tài chính được báo chí quan tâm. Trong đó có nội dung Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong bài viết, Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, báo Lao động thông tin. Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho biết mức giảm trừ gia cảnh trên thực tế đã được điều chỉnh một số lần trong những năm qua. Mức giảm trừ cụ thể cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chi tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định. Báo Thanh tra đưa tin, Bộ Tài chính chưa thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành, cho biết. Theo Bộ Tài chính, thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Cũng liên quan đến nội dung này, báo Giao thông cho biết, hiện Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể luật thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được đăng ký chương trình xây dựng luật vào năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2025 và thông qua vào tháng 5 năm 2026. Một nội dung khác cũng được báo chí quan tâm liên quan đến việc Bộ Tài chính đề nghị tăng mức phạt với kiểm toán độc lập. Tạp chí Kinh tế Việt Nam điện tử VN Economy có bài dự kiến bắt buộc doanh nghiệp lớn phải kiểm toán độc lập, áp chế tài nặng với vi phạm, cho biết Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án sửa đổi một loạt các luật như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Đáng chú ý, với luật kiểm toán độc lập số 67 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội khóa 12, qua thực tiễn 12 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai khung pháp lý về kiểm toán độc lập bộc lộ một số bất cập, vướng mắc, hạn chế. Bởi vậy, đề xuất về sửa đổi luật kiểm toán độc lập thu hút được sự chú ý đặc biệt bởi nhờ đó góp phần minh bạch và bảo đảm được công bằng của các chủ thể trên thị trường tài chính. Về đề xuất tăng mạnh mức phạt đối với vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập, báo Công Luận và báo Công an Nhân dân cho biết, sửa đổi nhiều quy định trong luật kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt tối đa với vi phạm tài chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập gấp 30 lần đối với tổ chức và cá nhân so với hiện hành. Đồng thời, bổ sung nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán. Báo chí tuần qua cũng quan tâm tới nội dung thông tin về các doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Báo Chính phủ.vn có tin, Bộ Tài chính công bố 4 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm cho biết, tính đến tháng 8 năm 2024, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với 4 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings, Công ty Cổ phần Fin Ratings, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm SNI. Cũng liên quan đến nội dung trên báo Lao động có tin, đơn vị nào được kinh doanh xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam? Báo Việt Nam Plus có tin, Việt Nam có 4 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cho biết, theo quy định của Nghị định số 88 năm 2014 NĐ-CP, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phải được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì không được phép sử dụng cụm từ xếp hạng tín nhiệm hoặc các cụm từ khác có nội hàm như xếp hạng tín nhiệm trong tên gọi. Thưa quý vị, những nội dung báo chí quan tâm đã kết thúc bản tin tài chính số 5 tháng 8 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Hà Nội Premium, một thương hiệu tự hào kế thừa tinh hoa hơn 132 năm của Bia Hà Nội.
được tạo nên từ công nghệ lên men dài ngày độc nhất và những nguyên liệu nhập khẩu thường hạn, mang đến hương vị tuyệt hảo của một dòng bia thời thượng, khẳng định dấu ấn riêng. Hà Nội Premium nâng tầm vị thế, kế thừa tinh hoa.